Mình chào quý vị, hiện tại mình đang có mặt tại bãi kiển Lâm ha. Thì lời nói đầu tiên cho mình chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe thành công việc ha. Hôm nay bên Lâm về một số phô mai tứ quý phục vụ cho quý vị video hôm nay ha. Mình cũng thay mặt Lâm cảm ơn quý vị ủng hộ ảnh ha. Địa chỉ ở đây cũng phường 90 to ha quý vị, thì cũng anh em tập kết với nhau, hùng nhau và mua mướn mặt bằng mua bán ha quý vị. Rồi chào anh Lâm ơi. Chào anh Trường, chào tất cả cô chú anh chị trên cái nước ha. Nói chung là hôm nay mình về phô mai một phô tứ quý. Rồi cũng có nhiều mai vàng đó. Rồi. Ủng hộ mình á. Rồi. Vô cây số 1 đi. Chị cao 64 quý vị. Cây này lên bằng quay không nổi không quý vị. Tính 45 44 đi anh ơi. 44 quý vị. 4 này cho chẳng đẹp. Chỗ được 4 tấc anh ơi. Mét 7. Tổng rồi đấy 170 không quý vị. Cái này dán hơi siêu không quý vị? Lắc ra đó dùng cái đi rồi. Rồi cái số 1 đi ra lắc ra ngoài cái đi. Rồi cái số 1 mình giao lưu giá sao anh Lâm? 18 triệu rưỡi. Bao ship quý vị 200 km ha. Dạ. Cái này nhìn ở ngoài thực tế bộ đế bầu nó nhiều hết nhiều không quý vị? Ngắt anh ơi. Rồi mã số 2. Mã số 2. Còn tư quý luôn. Một phần tư quý anh ơi. Tiếp tục. Nói chung cái clip này cũng như mấy cái cây này còn cũ còn lại ha. 70 anh ơi. Mà có nói chung là cũng giảm cho quý vị chút xíu ha. 31. Hạ giá cho anh em chơi. Anh em thiện chí mua cái alo trực tiếp cho anh Lâm không quý vị? Cây có mua cũng khó khăn anh em ơi. Rồi giá lên Lâm ơi. 1.7 anh ơi. Rồi mã số 2 1.7 ha quý vị. 1.7 bao ship còn quá khăn. Và đúng quá. Cái 3 để dưới luôn ha. Rồi cây số 3 này chung một cái bài. Cái bài nha quý vị. Nghe thật lắm ạ, 55 hoành là 55 chiều cao đấy. 36, 37 yếu, tính 36 đi. Rồi chạc xuống chút xíu Lâm, củ nạc, xuống chút xíu. Cắn xuống chút xíu, xuống nữa, đúng rồi xuống ngay chỗ mình củ nó. 44 đi. Rồi 44 quý vị. Sổ cũng được 4 tấc rưỡi ha. À. Quần bầu thì nó cũng 170 anh ơi. Cái này cái dán bài không quý vị? Dán bài. Cây rất là cứng cây ha quý vị. Để lợp hết luôn, đều luôn. Để quý vị về trồng lấy cả tầng này chơi được rồi. Đây cái mặt tiền nó quý vị chân triệu chập á, chập á không ha. Rồi giá lên Lâm ơi. Giá 9 triệu anh ơi. 9 triệu mã số 3 không quý vị? Mã số 3 9 triệu. Rồi. Số 4 luôn, quá bự luôn. Mã số 4 thì chắc cũng để dưới luôn anh được. Cái này thấy lên bàn nổi mà. Lên bàn luôn anh em ơi. Cho nó dễ đi. Tại vì nó ra cái tiền thì dựng lễ lộn hồi trước của mình số cái lên. 2 triệu 3. Cái này lên nổi với cái nào lên nổi rồi. Ráng cố gắng lên. Ê, cho nha. Anh em nhìn kỹ chi tiết. Được rồi. Nói chung là cao đây. Cây số 4 54. Rồi. Này chắc phải đo hai vị trí anh em. 38 anh ơi. Rồi 38 quý vị. Xuống cũ cũ nạc quý vị, cũ nạc cũ nạc 52 anh ơi. Rồi chiều sổ tổng nồi luôn, chiều sổ là 30 tổng rồi, đế là 1.5 anh ơi. Rồi cây qua nhạo ha, rồi cắt kiểu này anh em thấy sao thì cắt lại hay là sao đó ha. Cây kéo nhựa rất mạnh, không khỏe. Rồi giá luôn Lâm ơi. 8.5 anh ơi. 8.5 là mã số 4. Số 5 một cây mai vàng. Mai vàng ở dưới không, mai vàng là cái này dư sức. Dư sức lên. Tại nó có cái vú mà. Cái này nhìn ở ngoài cây sát cũng bự quá vậy. Cái đúng là cây mấy cây này em bán chỉ bán cái sát anh em á. 92 thôi. Chiều cao 92 quá vậy. Cái chữ A nở ngon lành đẹp ha. 43. Rồi 44 yếu tính 43 quý vị, đế lực lực không ha, nó cũng đều hết luôn ha quý vị. Cái này mấy anh về tán cũng được đây, ha quý vị. Nếu mà anh nuôi thì anh cắt đây, cái này có cộng điểm ha quý vị. Đây. Nguyên dách đó luôn, tổng thể cây quý vị. Nhìn ngoài cái độ già cây quý vị. Rồi mã số 5 phôi mai vàng giá lên Lâm ơi. 7 triệu đây. 7 triệu quý vị. Rồi, số 6.
Thôi chú ý. Bông sai lung lắc. Mà bông số 6. Cái bông sai. 25 đây, chiều cao. 24. Rồi. Rồi giá lên 5 ơi. Triệu 4 rồi mà số 6 triệu 4 quý vị. Cây số 7 27 lên ơi. Chiều cao 27. Quanh 23. Rồi 24 yếu miếng. Tính 23. Này nguyên cũ hả quý vị. Gói luôn ha, cây này còn xuống được nữa hả quý vị. Rồi bông sai lòng lực giá lên 5 ơi. Còn triệu 8 đây. Mã số 7 triệu 8. Cái túi. Tiên cũ luôn. Rồi mã số 8, cây số 8. 25 nữa chiều cao. 23. Rồi. Cũ. Rồi giá luôn 5 ơi. Triệu 9 đây này. Triệu 9 quý vị. Rồi triệu 9, luôn. Rồi. 23 yếu đi, đúng 2 cũng được. 22 quý vị. Phần hay phần cũng đến đổi gì. Em thua tay cầm rồi quên đế đấm rồi thôi anh ơi. Rồi giá lên 5 ơi. Triệu gửi đây. Rồi mà số 9 triệu gửi. Số 10. Viên coi túi. Rồi chiều cao. 27 luôn ơi. Rồi. 23 anh ơi. Rồi 23 quý vị. Rồi giá lên 5 ơi. 18 đi. Rồi mã số 10 triệu 8 quý vị. 11 thôi tôi quý luôn. Cũng 27 luôn anh ơi. Chiều cao 27 luôn. 27 luôn. 26 yếu. 26 yếu tính 27, 27 yếu tính 26. 7 26 yếu tính 25. 25 thôi cũng được. Sực lộn. Rồi giá lên 5 ơi. Mã số 11 là 1 triệu 7 anh ơi. Rồi mã số 11 triệu 7 quý vị. 12. Đồng số nè. Đây là 12 thôi. Cái này 12 quý vị. Cái này nhiều. Rồi vậy cái 12 nhé anh em. 57. Rồi. 26. Rồi 26 quý vị. 5 ơi. Dạ, triệu 8 anh ơi. Triệu 8 quý vị. Mã số 12. Triệu 8. Còn chú ý luôn. Hết rồi, có đế. Cái 13. 47 anh ơi. 21 anh ơi. Rồi 21 quý vị. 5 ơi. Triệu 2 anh ơi. Triệu 2 quý vị. Mã số 13. Hai nhảy tuột mạnh hả anh em. Cái này cái cũ còn lại ha. Bán giờ tại chưa được giá mà không bán được luôn. 44. Rồi. 34. Rồi 34 chuẩn quá vậy. Này sổ 2 tấc không quý vị. Chiều sổ 3 tấc anh ơi. Còn mét 8 đi anh ơi. Rồi giá lên 5 ơi. 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi đây. Rồi. Cây 15. Mã số 14 5 rưỡi, mã số 15. Cây 15 này lên nó không? Có để dưới dài ha, ha lên. Ừ. Quá nặng à. Quá nặng anh ơi. Chắc quá to. Chắc to quá. Yeah. 90 anh ơi, chiều cao. Rồi, chiều cao 90 quý vị. 55. Rồi. Đấy bàn hết anh em, mà đều hết kín hết à.
Rồi mã số 15 giá lên Lâm ơi. 12 triệu đi anh. 12 triệu. Rồi mã số 16. Đó, nguyên củ ốc luôn. 16 nguyên củ đặc. 24 lên đây. Rồi. 20 đi anh. Rồi 20 quý vị, nguyên củ luôn ha. Củ đồng quay luôn. Rồi giá lên Lâm ơi. Đi gửi đây. Rồi mã số 16. Triệu rưỡi quý vị. 17 đâu. Cái này nhiêu? 14. Rồi, rồi lên 17 để bỏ thì lên tiếp đi. Ờ sửa số. 16 nhảy qua 20 với 21. Rồi mã số 17 cũng cây dáng siêu luôn không quý vị. Đi đi rồi. Dưới đâu rồi? 72. Chiều cao 72. Cắn gồng rễ không Lâm? Cắn cắn 34 đi anh ơi. 34 tính 33 quý vị. Cắn cắn gồng gồng rễ đó nó. Ừ. À, để đo cho chuẩn là anh em. 31. 31 quý vị. Đi chỗ khác. Rồi, mã số 17. Rồi giá luôn Lâm ơi. 6 triệu nè. Mã số 17 6 triệu không quý vị. Ok. Rồi mã số 18 là cây mai vàng dáng trật không quý vị. 18 cây mai vàng luôn. Hai mấy rưỡi lên ơi. Một thăm một cốt không quý vị. Chừng hai mấy rưỡi đi. Này khỏi tháng ngang này rớt thành phôi rồi. Ba mươi bảy 38 cũng được anh. Rồi 38 quý vị, 38 chuẩn ha. Tại cây dách chữ A đo nó cũng hơi khó không vậy. Chứ không cẩn ha. Mấy cái này lo không? Không. Không rồi. Tám cây. Một thằng một cốt cây này già không quý vị. Rồi cái mai vàng giá luôn Lâm ơi. 8 triệu thôi. 8 triệu. Rồi tiếp có hai cây thứ quý tàn ha. Dạ. Mình quay lại luôn đi mọi ơi. Chiều cao mấy tẩy đi anh. Xong lên mình quay luôn đi. Cái này cho quý vị là nhìn tổng thể dễ. Nào mình lên nổi thì mình cố gắng mình lên cho quý vị xem chi tiết rõ hơn. Chiều cao mấy tẩy đi ha. Đó ngang mét 6 đi. Rồi sang dòng tàn anh Lâm ơi. Một thăm một cốt quý vị. Tứ quý tàn quý vị. Thăm một cốt ha. Rồi quần eo. Quần eo 26 đi anh ơi. Rồi 26 quý vị. Đây mã 19 đi. Ừ. Đi vô 19 đó. Cũng dễ biết mà. Đây có hai tàn à. Mình bán. Rồi giá lên Lâm ơi. Cái này 2 triệu rưỡi anh ơi. 2 triệu rưỡi. Rồi. Nói chung là bao tiền ship nặng giống gì á. Tiền ship là cây này cũng có cái triệu bạc á. Bởi thành ra là không phải mình bán gì mà cái cây mà phôi rồi cái cây tàn mà bán ship nặng quá. Mét 6 đi coi. Được cao mét 6 quá vậy. Tàn thì cũng mét rưỡi mét 6 đi. À. Rồi. Thì những cây tàn quý vị nếu mà có mua bán cũng biết ha. Ship ra tới Hà Nội hoặc này kia tiền ship nó cái giá trị tàn nó cao không quý vị. 26 triệu một cây. Quan trọng cái tiền ship nó ăn hết quý vị chứ bán cây thật tới nếu mà bán mình không tính tiền ship thì bớt giá cho anh em dễ bán. Tại tính luôn cái tiền ship anh em nên cái giá nó cũng hơi cao chút xíu ha. Thì mình cũng chia sẻ vậy không quý vị. Chứ không phải là. Rồi giá lên Lâm ơi. 2 triệu 4 đây. Rồi. Cái cây mã số này là 20 là cũng cuối clip anh Trường ơi. Rồi cuối clip mình cũng thay mặt anh Lâm ha. Cảm ơn quý vị dành thời gian quý bác xem hết video ha. Qua video quý vị xem thích cái nào alo trực tiếp ủng hộ cho anh Lâm không quý vị.